như năm 1970-1971, khi chiến tranh đã lan rộng ra cả hai miền Nam Bắc. Chiến trường miền Nam cũng bước vào giai đoạn quyết liệt, cần sự chi viện sức người, sức của. Nhiều thanh niên sinh viên đã rời quê hương giảng đường, xung vào đội quân giải phóng vào miền Nam chiến đấu. Bức ảnh này được chụp trên căn cứ Ái Tử vào tháng 7 năm 1972, khi tôi với đồng chí Mai Văn Nghĩa là đi nối lại dây từ bờ sông bị đứt lên trên căn cứ Ái Tử thì gặp một anh cỡ độ khoảng hơn 30 tuổi đeo cái máy ảnh và có một chiến sĩ AK đi kèm. Tôi cũng nói giỡn thôi, anh ơi chụp cho em bức ảnh. Thế là anh bảo vào đây tôi chụp. Chụp xong thì anh mới hỏi tôi là thế cậu ở đâu, như thế nào? Thì tôi mới nói là tôi là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ở cái đại đội 18 trung đoàn 95, thông tin hữu tuyến. Thế là số nhà tôi như thế. Thì sau đó thì đến tháng 11 thì gia đình tôi nhận được cái bức ảnh này. So với các bạn thì tôi quá may mắn. Hồi ấy là trong cái xu thế hoặc trong cái khí thế của cả đất nước ra trận, thì giới sinh viên, lớp sinh viên hình như cảm thấy là đã đến lượt mình rồi. Ở nông thôn thì nhân tài vật lực đã cạn kiệt. Bọn mình thì 19-20 tuổi đã trưởng thành, học vấn thì chưa phải là nhiều nhưng mà có vẻ như cũng đã tương đối. Thì một chút tự trọng, một chút tự ái và cảm thấy mình không thể đứng ngoài cuộc được. Và đúng lúc ấy thì tiếng gọi của đất nước vang lên và người ta tuyển quân ở các trường đại học. Ngày 6 tháng 9 năm 71, 3.500 sinh viên của các trường đại học Hà Nội lên đường, thành lập lên cả một cái sư đoàn 325. Và sư đoàn ấy tình cờ, về thời gian thôi, lọt thỏm vào chiến trường Quảng Trị. Cả một trung đoàn 95 lọt thỏm vào thành cổ, cùng với các tiểu đoàn của trung đoàn 101 và trung đoàn 18. Đặc điểm chung của cái thế hệ sinh viên các trường đại học ấy, thì coi được đi vào chiến trường, được chiến đấu là niềm vui rất lớn. Hầu hết là đều xung phong đi chiến trường. Ngay trong lớp chúng tôi thì có mấy bạn sau khi tốt nghiệp thì xung phong thành lính chiến đấu. Và ở trên chiến trường thì họ đã sống như những anh hùng thật sự. Đây là bức tượng sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bức tượng này với cái ý nghĩa là như thế này, là nhiệm vụ của Tổ quốc là trên hết. Chúng tôi đang học, có quyển sách chúng tôi đã đọc và có quyển sách chúng tôi chưa đọc. Nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ trở về và sẽ đọc nốt những cái quyển sách mà chúng tôi chưa đọc. Nó như là một cái bục giảng, như một cái bàn học. Và người lính ra đi, nhất định họ sẽ quay trở về. Và trong đó có tôi, nhưng cũng có những người bạn của tôi không trở về nữa, ở khắp các chiến trường từ Quảng Trị cho đến miền Đông Nam Bộ. Toàn bộ sinh viên nhập ngũ đợt ngày 6 tháng 9 năm 1971 được đưa lên huấn luyện tại một số vùng đồi núi thuộc phía Bắc. Ở đây, họ được học sử dụng vũ khí và tác chiến, tập luyện mang vác nặng và leo đồi núi, chuẩn bị thể lực cho chuyến đi vào Nam chiến đấu lâu dài. Chúng tôi hành quân từ trường Mỏ ở Phổ Yên, Bắc Thái đi ra Mai Siêu. Trong 3 tháng huấn luyện đấy thì đến lúc trở về tôi vẫn giữ được cuốn nhật ký trong giai đoạn huấn luyện 3 tháng ở Mai Siêu mà chúng tôi quen gọi, theo tiếng Nga chúng tôi hay gọi là Mai Siêu Grad. Cuốn thứ hai mà tôi giữ được là cuốn bắt đầu hành quân đi B qua đèo Chê, là bắt đầu được ghi. Ngày 23 tháng 9 năm 1912 là bắt đầu hành quân đi B. Thì cái ngày cuối cùng về Hà Nội là ngày 11 tháng 11 năm 1975. Từ đây, sau một thời gian nghỉ ở Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương, tức là tỉnh Hải Hưng, quê của tôi lại quay lại trường theo giấy giới thiệu, mà tôi cũng vẫn còn cầm cả những cái giấy giới thiệu của đơn vị, quyết định ra quân và trở lại trường học tiếp. Từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ, hình thành nên một thế hệ sinh viên thủ đô xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Tôi xúc động nhớ lại vào ngày 25 tháng 9 năm 72, khi mà đơn vị chúng tôi hành quân và qua Hà Nội được dừng chân ở ga Hàng Cỏ trong vòng 3 tiếng. Lúc đấy tất cả các chiến sĩ của chúng tôi ai cũng muốn gặp mặt người thân trước khi ra trận.
lúc đấy bằng những cái lá thư rất là nhỏ thôi, chỉ trong một khổ 1/4 A giấy A4 như hiện nay, chúng tôi viết là chúng con trên đường ra trận, và những đồng đội của chúng tôi cũng rất nhiều người ghi như vậy. Cái người dân thì họ đã nhặt những lá thư này đưa đến tận gia đình. Đối với cá nhân tôi thì rất may là 30 phút sau thì bà cô tôi đến và hai cô cháu được gặp nhau, và nỗi niềm xúc động vỡ òa. Giã từ hậu phương miền Bắc, đoàn tàu chở những tân binh thẳng tiến ra chiến trường. Trong ba lô của mỗi anh lính sinh viên đều có một cái cuốn sổ để ghi nhật ký hoặc ghi một cái gì đấy, thì có khi họ chính họ cũng chưa biết, và những cuốn sách văn học là chủ yếu. Lạ một điều là rất nhiều sinh viên các trường đại học khoa học tự nhiên đều mang theo sách văn học, và sách văn học ấy cân bằng cho họ về tâm lý trước và sau mỗi trận đánh nếu họ còn sống sót. Hầu hết cái hồi đấy đều nghĩ là thế này này, hầu hết đều nghĩ, có thể là nghĩ một cách rất ngây thơ, mình vào chiến trường có thể mình hy sinh, nhưng mà cũng có thể thành nhà văn. Và khi vào chiến trường thì đều nghĩ là mình sẽ đối diện với những gì khó khăn, gian khổ, nguy hiểm nhất, và cái việc hy sinh là chuyện bình thường. Các nhà văn Nga mà chúng tôi mang theo thì không phải chỉ là những cái nhà văn Nga của thời chiến tranh vệ quốc đâu. Tất nhiên những thời hồi đấy chúng tôi mang theo những cái quyển sách như là Bên Chiến Hào, Stalingrad của Nekrasov. Nhưng mà phải nói thật với là chúng tôi mang theo là chủ yếu là những bài thơ tình Olga Petrovna của Shibachev, của Esenin, chứ không phải là những cái gì về chiến tranh, về chiến trận đâu. Lớp lính sinh viên ưu tú ấy có mặt trên khắp trận tuyến từ thành cổ Quảng Trị đến chiến trường Đông Nam Bộ. Đặc biệt điểm nóng 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị đã là nơi thử lửa ác liệt lứa sinh viên năm 1971-1972. Quảng Trị, mặt trận khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam thế kỷ 20. Họa sĩ Hải Nghiêm, cựu sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, nhập ngũ ngày 6 tháng 9 năm 1971. Không gian quanh nhà ông được bao phủ bằng những tác phẩm vẽ về ký ức Quảng Trị. Khi chốt giữ lại thì toàn bộ cái khu vực mà bến vượt kia là phơi áo. Thế và bộ đội mình hy sinh rất nhiều. Sau đó những lính trinh sát của chúng tôi đã tìm ra những bến vượt mới và vượt qua cái khu vực mà từ thôn Nhan Biều để men theo sông và đi vào thành cổ Quảng Trị. Hiện thực khốc liệt của mặt trận Quảng Trị luôn được tái hiện đầy bi tráng trong tranh của họa sĩ cựu chiến binh Hải Nghiêm. Đây là bức ký họa vẽ ở trong thành cổ Quảng Trị. Thế và nó là một cái bối cảnh của dinh tỉnh trường, và cái hầm của dinh tỉnh trường ấy thì cũng là một cái trạm phẫu ở tiền phương. Đặc biệt là vào tháng 9, những ngày dữ dội nhất, chúng một đêm thì chúng tôi thường là 200 đến 300 thương binh qua một đêm. Suốt ngày khói lửa, tiếng nổ, nhưng dưới cái làn đạn đấy thì anh em chiến đấu quên mình, đồng thời thương binh cũng được tiếp tục chuyển ra, người này ngã xuống, người kia tiếp theo, và chúng tôi thì không quản ngại. Đầu tháng 8 năm 72, không may tôi bị thương, ra đến phẫu, bác sĩ đưa tôi bảo thế cái mấy đồng chí, cho đồng chí này lên bàn, và đưa lên bàn thì bác sĩ xém qua bảo mổ, đường nào đồng chí cũng hy sinh, cứ mổ đi, và bắt đầu trói chân trói tay tôi lại và mổ. Sau độ khoảng một tuần tôi tỉnh dậy, tôi mới hỏi bác sĩ ơi, sao em mổ đau lắm? Cái khâu mổ em mà em thấy nước dội này, cái gì đau lắm. Bác sĩ bảo mổ cho cháu là mổ không có thuốc mê. Và bác sĩ nói luôn là cháu bị cắt 1/3 gan. Cuộc đời sống cháu và sau này không biết thế nào. Rồi cảm ơn những bác sĩ trong chiến trường Quảng Trị đã cứu và đưa tôi trở lại cuộc sống bình thường. Lớp K11 của Đào Tổng hợp Hoa Văn ấy, thì khi ra trường ấy, thì chúng tôi thì được đi chiến trường nhưng với tư cách là người viết văn. Được đào tạo, được cho đi và đào tạo trở thành những nhà văn hoặc nhà báo. Thì trong lớp tôi có một cái bạn học rất giỏi, rất có tài văn, nhưng lại không được đi, không được đi. Anh không đủ tiêu chuẩn đi chúng tôi. Chúng tôi về cái về hội nhà văn thì anh này lập tức anh xin nhập ngũ và đi làm lính chiến này, đi vào đơn vị cao xã đào tạo thành lính cao xã. Ở chiến trường Quảng Trị thì qua cuộc đấu pháo hai bên thì coi như thiên nhiên có thể bị gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Thì một lần thì anh Dũng anh
anh đi qua gần cái trận địa pháo thì anh thấy trên một cái ngọn cây có tiếng hót của con chim. Thì hóa là giữa trận địa vẫn có con chim, nó vẫn làm tổ trụ lại. Và anh Dũng từ đấy ngày nào ông đến cái, anh cũng đến cái cây đấy, anh đem cơm để nuôi con chim. Con chim mỗi lần anh đến là con chim là bay xuống để chờ cơm của anh. Tức là anh nuôi con chim cả tháng, cả hàng tháng trời. Và anh Dũng thì trong một cuộc chiến đấu với máy bay ở ngay trên Quảng Trị thì anh Dũng là pháo thủ chính của khẩu đội của anh ấy, khẩu đội cao xạ khoảng 5-7 ly. Thì anh Dũng đã bị pháo địch đó bắn bị thương chết. Khi mọi người định đưa anh Dũng về trước sau, anh Dũng là thấy cái người pháo thủ chính mà thay mình thì bắn không được, bắn kém quá, anh Dũng là coi như hất người pháo thủ lên và lao lên vị trí để mà tiếp tục chiến đấu. Và cuối cùng là anh Dũng là bị máy bay đã bố tan xác, không còn, tan xác. Và tức là sau khi trận đánh diễn ra thì đồng đội đi tìm xác anh mà không thấy nữa. Giữa cái thao tác chiến trường, khi các anh đi tìm xác của anh Dũng ấy, thì anh thấy cái tiếng hót con chim mà anh Dũng nuôi dường như nó đang đi tìm anh Dũng. Đây là cái kỷ vật của anh Lê Văn Hưng ở Lý Nhân, Nam Hà. Anh Lê Văn Hưng khi vào chiến trường thì nhận được tin của chị gái báo tin là bố mất, và gia đình có gửi cho anh một cái băng để tưởng nhớ đến người bố đã mất của mình. Trong quá trình chiến đấu ở trong chiến trường Quảng Trị, anh Hưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đề bạt lên cấp trung đội, và sau đó thì anh hy sinh. Nhập ngũ đông nhất là sinh viên các trường Đại học Bách Khoa, Tổng hợp, Nông nghiệp, Xây dựng, Kinh tế Kế hoạch, nay là Đại học Kinh tế Quốc dân. Trường Sơn đã tôi luyện sức chịu đựng cho họ, và chiến trường đã phát huy hết trí tuệ và kiến thức mà họ đã được đào tạo ở giảng đường đại học. Tôi dùng tiếng Anh trong thu tin của trinh sát kỹ thuật, bởi vì trong trinh sát kỹ thuật này nói ám mã, nói lóng và tiếng Anh rất nhiều. Ví dụ, today evening, my Delta, victim, sleep in the evening, Tango Delta. Tango 0.5, Lima lên 0.8. Nó báo cáo cái thượng cấp của nó tối nay, cái tiểu đoàn của tôi đóng vị trí đóng quân, tọa độ bên trái là 0.5, lên là 0.8. Căn cứ vào cái bảng thông tin đó, chúng tôi viết tin một cách trung thành và gửi về cho một anh thông báo của tiểu đội trinh sát kỹ thuật, cung cấp về cho ban trinh sát và ban tác chiến của sư đoàn để thông báo cho các đơn vị ở dưới để người ta biết. Tháng 3 năm 73 thì sau khi mà các đơn vị tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 1, sư 324 đánh và chiếm lại được 8 mỏm trên đáy An Hô thì chúng tôi bắt đầu khảo sát tại cái mỏm 1. Thế mà trên sư đoàn cũng như là trung đoàn chỉ giao cho chúng tôi có một cái tờ bản đồ quân sự, một cái thước dây, một cái la bàn và một cái thước thủy bình, mà yêu cầu làm thế nào phải xác định và đào được mỗi địa đạo dài trên 100 mét, hình chữ U từ hai sườn núi vào. Chỉ còn khoảng độ một tuần nữa thì có thể thông được địa đạo, thì cả hai phía của cửa địa đạo ấy thì nghe thấy tiếng thình thịch của nhau. Thế chúng tôi đã hồi hộp mà không hiểu là nó chạch nhau bao nhiêu và gặp nhau như thế nào, cho đến khi một lỗ thủng, nó một luồng gió nó thổi qua lỗ thủng đấy thì chúng tôi là bắt đầu mở rộng ra, là tay bắt mặt mừng, là rất là sung sướng. Về sướng là đây là cái cả một quá trình gần 7 tháng trời. Thế tức là tháng 3 năm 74 thì cái địa đạo đã hoàn thành, và đồng thời là những cái bao gạo đầu tiên, rồi những cái tấn vũ khí, rồi cái bộ chỉ huy của sư đoàn 324 cũng như là trung đoàn 1 đấy đã được là tiếp cận cũng như là đóng quân tại đấy. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã làm tổn thất đáng kể lực lượng lính sinh viên. Đối với đồng đội, họ mãi mãi tuổi 20. Họ đã hiến dâng tuổi trẻ của mình
cho sự nghiệp cao cả, sự nghiệp thống nhất đất nước. Cái hôm mà cái trận chiến cuối cùng nó nổ ra thì anh em vừa ngồi chờ đợi cái trận đánh cuối cùng trước khi hiệp định Paris ký được, và vừa hát xong thì điện thoại xuống và lại xuất kích. Và trận đánh, sau trận đánh thì bạn cũng biết là, tức là năm thằng bọn mình thì chỉ còn mình là lái xe thì ngồi thấp cho nên sống, còn bốn người khác thì không bao giờ hát được nữa. Cho nên mỗi lần hát lại cái chiều hải cảng là mình xúc động lắm, lại nhớ đến chúng nó. Chúng nó chết ở trong xe, hình hài không còn. Những người lính xe tăng rất đẹp bạn ạ, nó đẹp lắm. Trong đấy có một cậu, cậu ấy tên là Hòa. Cậu ấy chưa phải là sinh viên nhưng đã có giấy gọi vào khoa thanh nhạc của, bây giờ gọi là Nhạc viện Hà Nội đấy. Và giấy gọi vào khoa thanh nhạc cùng đúng lúc với giấy gọi nhập ngũ. Một gã trai rong ròng cao, đẹp lắm, mà hiền vô cùng. Khi mình tập cho cậu cái ca khúc Chiều Hải Cảng thì cậu, sau khi cậu hát được thì cậu hát cho mình nghe, thì mình lại, chính mình lại rung cảm về cái lời hát của cậu ấy. Và cậu ấy lại đứng trên mình một bậc về khi mà hát cái ca khúc ấy. Cậu ấy bắn 12 đi 7 và cậu ấy hy sinh ở trong xe cùng với ba người lính khác nữa. 45 năm qua mình hát cái bài đấy là mình trước hết mình nhớ đến Hòa, sau mình nhớ đến Toàn, sinh viên Đại học Nông nghiệp, và hai người lính khác nữa trong cái xe của mình. Năm 2005 thì thời hoa lửa, tôi có quay trở lại thành cổ Quảng Trị. Thế và thay ở thành cổ Quảng Trị thì tôi cũng tìm lại những cái nơi mà mình đã, lính trinh sát của chúng tôi bỏ qua, những lính trinh sát của chúng tôi chốt giữ ở ven thành cổ, du kích đi cùng tôi thì cũng có đào lại ở trong những khu vực thành cổ Quảng Trị. Thì tôi cũng nói là các bạn cứ đào đi xong tìm những kỷ vật của chúng ta. Tôi cũng đã tìm được một cái viên gạch mà cái lúc mà chiến tranh khi nằm hầm chốt giữ, hầm kèo ở trong ven thành cổ, thì những viên gạch đấy khắc bằng những dòng chữ bằng lưỡi lê, năm 72 tao đã ở đây. Thì các bạn ấy thấy những cái điều đấy, tìm lại được những kỷ vật đấy là rất thiêng liêng. Với truyện ngắn Hồi ức binh nhì, nhà văn cựu chiến binh Nguyễn Thế Tường tưởng rằng mình đã trả nợ được quá khứ. Nào ngờ viết xong chuyện tình của những anh lính xe tăng với các cô gái báo vụ cơ yếu thời chiến, khiến anh nhận ra rằng mình không bao giờ trả nợ được ký ức. Cái ngày xưa, cái thời chiến tranh, đặc biệt là cái quãng đời phục vụ trong cái lực lượng tăng thiết giáp, thì tôi nhớ không sót một chi tiết nào cả. Nếu như tôi không muốn nói là tôi nhớ đến cái lông tơ trên mặt của người bạn gái, nó lạ lùng đến như thế. Đến cái chớp mắt của người bạn gái từ ngày xưa, tôi nói thật là tôi rất ân hận, vì tôi đã không để lại cho bạn tôi một hình hài, là đúng ra là một đứa con, để bạn tôi bây giờ cô đơn ở một cái góc làng nào đấy mà tôi không đủ can đảm đến thăm. Lẽ ra tôi phải đi thăm bạn tôi từ ngày ấy, từ sau khi viết Hồi ức binh nhì, và đến thăm nàng. Biết nàng đã 40 tuổi không lấy được chồng, thì tôi phải là chồng nàng. Đó chính là chủ nghĩa nhân văn. Nhưng là Huế tôi lại cứ trần trừ. Để bây giờ thì đã quá muộn. Hàng năm, những người lính, những cựu sinh viên đã từng chiến đấu ở Quảng Trị bảo nhau về thành cổ và đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 để thắp hương cho đồng đội. Thành cổ Quảng Trị, nơi đây, từng cm vuông đất đều lưu giữ quá khứ hào hùng của một thời tuổi trẻ và bất tận chuyện kể về họ không bao giờ hết. Và ở đây đặc biệt có một lá thư của anh Lê Văn Huỳnh, nguyên là sinh viên năm thứ tư, khóa cầu đường, trường Đại học Hà Nội. Và anh viết lá thư này ngày 11 tháng 9 năm 72, viết trước lúc anh đi thi. Mở đầu thư thì anh nói thế này: mẹ kính mến, toàn gia đình kính thương, hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất, thì gia đình khỏi thấy là đều vô đột ngột. Con biết đời mẹ khổ đã nhiều, bao hy vọng nuôi con khôn lớn, xong
đến ngày đất nước thống nhất thì mẹ ơi, con không còn nữa. Nhưng mẹ ơi, hãy vui lên để cho đời chạy lại, sống để đón mừng đến ngày chiến thắng. Tôi đến với chị vợ của anh á, là chị Sơ. Hai vợ chồng mới cưới nhau 7 ngày, về trung thư anh ở đây, em thương yêu. Mọi lá thư đến với tay em là nguồn động viên an ủi em. Lá thư này đến tay em chắc có lẽ nỗi buồn nhất, và có lẽ là nỗi buồn đầu tiên trong cuộc đời của em à. Người ta sống với nhau thì được chiều chuộng mọi điều, nhưng riêng em thì không được diễm phúc đó. Tôi có hỏi về chị Sơ thì đến bây giờ tại vì sao mà đến giờ này mà chị không lấy chồng. Lúc đó là chị, năm đó là chị cũng 49 tuổi rồi. Chị nói thật với anh đó là em cũng muốn đi lấy chồng, và có lần em suy nghĩ như vậy, nhưng mà cứ không biết thế nào cũng mỗi lần em có ý đến như vậy thì người em nó bùn rùn hết, cho nên cuối cùng là em vẫn ở lại như vậy, và để là có ý thờ anh. Từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ. Trong số đó thì hơn một nửa hy sinh tại các mặt trận, nhưng nhiều nhất là trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Số còn lại đi đến ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975. Vừa đến nhà thì thấy ba mẹ, mẹ tôi bắt đầu từ trong nhà bắt đầu bước ra đi làm. Thì tôi đeo cái ba lô này nhảy từ xe trên xe đạp nhảy xuống. Mẹ! Thế là mẹ tôi ngẩng lên ngỡ ngàng một lúc. Thì bắt đầu ôi con tôi đã về. Thì là bắt đầu chạy ra, bắt đầu hai mẹ con ôm nhau đưa vào nhà. Cả phố kéo đến, cả phố kéo đến, mọi người tíu tít hỏi thăm. Xong rồi các bà hàng xóm mà thôi, hôm nay chắc là sau đợt này chắc là bà phải mổ lợn để ăn mừng, coi như đẻ nó lần thứ hai. Trong nhật ký của chúng tôi là có của tôi có một cái một vài dòng về mẹ, tức là nói về âu ơ mẹ hát ru con, bố lo việc nước nuôi con mẹ chờ, mong con khôn lớn từng giờ, mẹ là biển cả bến bờ là con, cái bến bờ của mẹ để nuôi tôi chúng tôi, phải xúc động biết bao nhiêu cho những bà mẹ đã có những đứa con hy sinh vì đất nước của chúng ta. Bây giờ tuổi cũng cao rồi, thế và cũng muốn là quay trở lại để vẽ được những cái tranh mà thực ra đấy là những cái nhớ lại, những cái kỷ niệm của những năm tháng hào hùng, và cũng đã trả nghĩa cho những người nằm xuống của những tuổi 20. Người lính sinh viên, người lính xa lăng chết thì không có hình hài đâu ạ. Mình hay nói một cái hình tượng, tức là người lính bộ binh hy sinh thì nằm xuống trên mặt đất, và bây giờ thì hàng nghìn hàng vạn gia đình đi tìm hài cốt, kể cả người phi công có bị bắn cháy thì cũng rơi xuống đất, kể cả người lính hải quân thì cũng còn có cơ để sóng đánh vào bờ, còn người lính xe tăng thì hy sinh ở trong xe với cái nóng của nhiều nghìn độ thành khói bay lên trời. Bạn với tôi, đại đội trưởng xe tăng Nguyễn Văn Tư, xông vào ngã tư Bảy Hiền vào sáng ngày 30 tháng 4, trúng 3 viên đạn chống tăng, xe tăng bốc cháy. 3 tháng sau mới mở được cửa, những cái hình hài bằng tro trắng cứ phập phồng thế này. Hiện nay anh đang nằm ở Hưng Yên. Bạn tôi bây giờ ở nơi đâu? Chiến trường xưa thảm khốc, lưng chân chèn pháo bom, tay khát ngăn đường tới, mạng sống coi nhẹ không. Toàn canh quân miền Đông, giữ thành không lùi bước, chờ mãi, chờ mãi. Chiến tranh đã qua đi, bão táp cách mạng đã thôi gầm thét, và thời gian để chỉ còn đọng lại muôn đời sau biểu tượng cả một binh đoàn sinh viên xếp bút nghiêng ra trận, điều chưa từng có trong lịch sử vệ quốc Việt Nam.